Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Bắt cóc doanh nhân Trung Quốc đòi nợ 2,5 tỷ đồng. Đặt chân đến Hà Nội, doanh nhân Trung Quốc bị nhóm bắt cóc khống chế đưa vào nhà nghỉ. Họ dọa chặt tay nạn nhân nếu không nhận được 2,5 tỷ đồng. Ngày 20 tháng 7, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết đơn vị đang tạm giữ 5 nghi can liên quan đến vụ bắt cóc một doanh nhân người Trung Quốc. Những người này bị bắt giữ khi cảnh sát ập vào một nhà nghỉ ở Bắc Ninh để giải cứu nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, doanh nhân bị bắt cóc là ông Đường Thiệu Dân, 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Ngày 12 tháng 7, ông Dân bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để gặp gỡ bạn hàng. Rời sân bay, vị doanh nhân nước ngoài bị nhóm Việt khống chế. Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết ông Dân bị giữ tại một khách sạn không rõ địa chỉ. Nhóm bắt cóc dọa chặt tay nạn nhân nếu không nhận được 700.000 nhân dân tệ, tương đương 2,5 tỷ đồng. Vào cuộc điều tra, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác định nghi phạm chủ mưu bắt cóc doanh nhân Trung Quốc là Nguyễn Văn Nam, 34 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Nam làm nghề kinh doanh, từng có quan hệ buôn bán với nạn nhân. Do không đòi được khoản nợ 70.000 nhân dân tệ của một người Trung Quốc, anh ta lên kế hoạch bắt giữ ông Dân, người bảo lãnh khoản vay để đòi lại số tiền. Sau 2 ngày rà soát, cảnh sát xác định doanh nhân Trung Quốc bị khống chế tại một nhà nghỉ ở huyện Thận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nhóm bắt cóc có 5 người thay nhau cảnh giới, trông giữ con tin. Hai mũi trinh sát lập tức phá cửa ập hai căn phòng nhóm này thuê để lưu trú. Cùng với việc giải cứu an toàn nạn nhân, cảnh sát đã bắt giữ 5 người gồm Phạm Văn Tuấn, 24 tuổi, Phạm Văn Luân, 23 tuổi, Đặng Văn Linh, 23 tuổi, cùng quê Bắc Ninh, Nguyễn Văn Mùi, 37 tuổi, quê Thái Bình và Vũ Đình Dương, 29 tuổi, quê Hải Phòng để làm rõ vai trò liên quan. Cơ quan chức năng đang truy bắt nghi phạm cầm đầu vụ án. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.